Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi người, mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ phải vướng vào trúc vận thì mới có thể giàu có lên được. Trong tháng 2 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn là quý vị và các bạn đang rất tò mò về vận mệnh của mình trong tháng 2 âm lịch sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có số may mắn trúng số khi bước vào tháng 2 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng, do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên con giáp này sẽ gặt hái được những thành quả lớn lao trong tháng 2 âm lịch này. Sự thành công của con giáp này khiến cho không ít người phải ghen ghét đố kỵ, nhưng bên cạnh đó quan trọng đó là cũng không kém phần kính nể. Trước khi bước vào nội dung chương trình ngày hôm nay, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung nào mà Phong thủy Gia Cát chia sẻ. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi cho những gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 2 này. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, trong 12 con giáp thì rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh và hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, dễ làm mất lòng những người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, là việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu cảm thấy điều đó đúng đắn. Trong tháng này, phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng có nhiều sóng gió. Những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, gia chủ cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với những người thân trong gia đình. Đừng làm mọi việc theo ý mình, cũng đừng cố bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại lớn đến các mối quan hệ cũng như làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi bạn gặp phải vấn đề, cần phải giữ bình tĩnh, đưa ra phương án hợp lý để tránh phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi công việc tháng Quý Mão cho gia chủ Giáp Thìn, sự cố gắng không ngừng nghỉ ắt sẽ mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Gia chủ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cũng có uy tín đối với những nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này cũng gặp phải không ít khó khăn, rắc rối trong công việc. Khuyên bạn hãy thử nghe theo lời khuyên của những người trẻ tuổi hơn, biết đâu bạn sẽ tìm được một hướng đi mới trong giải quyết công việc của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Thìn để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng Quý Mão năm 2022, về mặt tài chính của con giáp này không có nhiều biến động, mọi việc đã dần dà đi vào quỹ đạo.
và cũng khiến bạn đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng hơn. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Người làm kinh tế có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích đáng tự hào nên có nhiều cơ hội được thưởng nóng tăng lương. Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng giúp bản mệnh tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong suốt những năm tháng vừa qua. Bạn có thể tận hưởng một cuộc sống dư giả và thậm chí là giúp đỡ được mọi người xung quanh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong thời gian này không được lạc quan cho lắm vì tuổi tác đã khá cao, không nên làm những việc quá sức, dễ gây tổn thương đến các khớp cũng như là thần kinh. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc và không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng. Các quý gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần cho quý gia chủ tuổi Giáp Thìn trên phương diện tình cảm. Gia đạo cho thấy nhờ cách cư xử khéo léo và chuẩn mực mà gia chủ ngoại giao tốt, không làm mất lòng và thậm chí là còn tạo được những ấn tượng sâu sắc cho người đối diện. Tuy nhiên, nếu chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để bản thân cuốn theo những thú vui nhất thời, sinh ra những tác động tiêu cực. Trong gia đình, đa số các cặp vợ chồng biết quan tâm, chăm sóc và bao dung cho nhau. Hai người đã quá hiểu nhau nên không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn có thể làm mới tình cảm của mình, khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp tốt tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao,
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Giáp Thìn 1964 trong tháng 2 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo về video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!